Năm 2019, khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, gần 280.000 con heo của nông dân Bắc Giang bị chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã qua 30 ngày không phát sinh heo bị ốm chết do mắc bệnh dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình chăn nuôi vẫn không tránh khỏi lo lắng khi tái đàn vào thời điểm này. Bắc Giang là tỉnh có đàn gia cầm lớn với gần 17,8 triệu con. Nhờ triển khai có hiệu quả công tác phòng dịch, nên từ đầu năm đến nay không xảy ra ổ dịch cúm gia cầm nào. Dự kiến năm 2020, toàn tỉnh sẽ tiêm hơn 1,5 triệu liều, đồng thời tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động mua vaccine tiêm phòng triệt để cho đàn gia cầm, ngoài nguồn diện hỗ trợ của nhà nước. Thời điểm này, về cơ bản, các hộ chăn nuôi lớn đều chủ động phòng chống dịch bằng cách sát vôi bột và phun hóa chất khử trùng. Đến thời điểm này, 100% huyện, thành phố ở địa phương này đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020, kế hoạch tiêm phòng vaccine cúm gia cầm, phấn đấu tiêm phòng đảm bảo đạt 100% gia cầm thuộc diện phải tiêm. Các địa phương cũng bắt đầu thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2020.